chấn động mọi người ơi. Và bây giờ thì em sẽ cho tất cả mọi người nghe cái đoạn ghi âm này một chút, rồi em sẽ phân tích. Nó đang về nhà, nó là nhà nó ở trên nhà cô một chút, một khoảng chừng 50 mét thôi. Nó mới chạy xe ngang, cô đang nhìn thấy. À, được rồi. Chạy xe ngang ngang. Cô có thể gửi cho con nhà đây nè, nhà đây nè. Nó nghe là nhà đây là nhà, nhà mẹ của nó nha. À, của em nó là ở trong khu dân cư, cũng ở kế bên đây luôn, ở trong khu dân cư. Còn ở đây là nhà mẹ nó. À, còn mẹ nó đang ở trên nhà của ông Tiền, nó là ở trên Tân Châu. À, dạ. Nói gì đó. À, vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Và vừa có một điệp viên 006 của em liên hệ về là đã nhìn thấy anh Tuấn đi xe Honda về nhà mẹ đẻ. Nhưng em nói với tất cả quý vị và các bạn này, đây là một điều cực kỳ là đặc biệt và độ chính xác đến 99%. Đó, có nghĩa là hiện tại thì mẹ của anh Tuấn đã không còn ở nhà mẹ của anh Tuấn nữa, mà mẹ của anh Tuấn đã về nhà của em gái là ở trên Tân Châu, là nhà của chị Tiền ấy. Thì mấy ngày trước thì anh Tuấn có về thăm mẹ ở trên đó. Còn cái nhà mẹ đẻ của anh Tuấn thì giờ bỏ hoang. Nhưng mà không biết vì cái lý do nào đó mà ngày hôm nay chập tối đó, anh Tuấn là ngó ngược ngó xuôi đi trên một chiếc xe Honda đi về nhà. Thì em sẽ chứng minh điều này bằng cái cuộc gọi của điệp viên 006 của em. Và bây giờ tất cả mọi người sẽ cùng nghe cái đoạn ghi âm này, rồi mọi người sẽ hiểu được những cái lời nói của em và những cái nhận định. Rồi em sẽ phân tích sau quý vị nha. Đang thấy nó đang đi, mới đi về ngang trước đường nè. Rồi cô điện cho con đó. À dạ thế ạ. Thế bây giờ hiện tại là nó về, nó đi cùng với ai không cô, hay đi một mình ạ? Đi có một mình, đi xe Honda đi có một mình. À, đi xe Honda đi có một mình ạ. À. Còn con Tiền á, cô nói cho con nghe là chính thức là nó có 3 thằng con trai chứ không phải là một đứa nhái. Đứa nhái nó con đầu tiên là nó bị xe đụng chết rồi, hiểu không? Ồ thế ạ. Nhỏ gái lớn á, rồi sau này á là mới đẻ thêm là 3 thằng con trai xong à. Một thằng là đang đi học ở ngoài thành phố, còn 2 thằng thì học ở đây. Nó đang học ra trường rồi đó. Tại vì rằng là con thấy ở trong cái Zalo của chị ấy là có một đứa con gái nó xinh xắn lắm cô ạ. Không, đứa gái là cái đầu là nó mất hồi từ hồi ba tuổi tới giờ là bị xe đụng. Vâng đúng rồi, tầm đấy bé bé lắm. À thế là bị tai nạn hả cô? Bị tai nạn chết rồi mới sau này là 2-3 đứa sau là trai xong mà không có đứa nào gái nữa hết. Rồi con nói hôm đó nghe con nói là có đứa gái đó, hai đứa con mà đứa trai đứa gái, thành ra con mới đính chính lại cho con là không có gái đã bị tai nạn chết rồi. À vâng, nhưng mà không, cô chết thì chết, nhưng mà nó ý là con non nói là dù nó đã chết thì chết, nhưng mà kiểu gì là dù là biết là nó chết nhưng mà sự thật là bà có một đứa con gái đúng không ạ? Có đứa gái nào đúng đấy thì cô bảo rằng là nếu mà không đúng thì là bà không có đứa con gái nào, nhưng mà bà có đẻ một đứa con gái nhưng mà nó bị tai nạn nó chết đấy, là kiểu gì là cũng là cũng không biết là đúng con gì cô. Bây giờ là ba thằng trai xong hả? À con gái. Thế là cô vừa nhìn thấy thằng Tuấn nó đi về nhà mẹ đẻ luôn ạ? Đúng rồi. Tại vì mẹ nói với cô cũng trạng tuổi á, rồi cũng có hồi lúc trước thì cũng có qua lại tới lui chơi thân, rồi bây giờ không có, bả về Tân Châu rồi mình không có qua lại nữa. À dạ. Thế bây giờ cái nhà đấy bây giờ bỏ hoang không cô? Bỏ, không có ai ở hết, bị bả đi về trên Tân Châu rồi. Thấy lâu lâu bả về, ví dụ có đám tiệc thì bả mới về đây thôi. À dạ. Nhưng mà cô hỏi cô có nghĩ cái vụ này nó dễ chìm xuồng không? Theo mình suy nghĩ thì không bao giờ chìm xuồng. Dạ. Đó. Mà bây giờ đang theo dõi ngoài mà tích quá tích không theo ngoài. Nhưng mà tại sao cô mà hai người hỏi tại sao, nhưng mà rõ ràng là cái chuyện này nó rõ ràng như thế, nhưng mà tại sao mà người ta cứ cho nó đi xong rồi nó lại về là thế nào nhỉ? Bởi vì mấy mình là tích thì nhà mới điện cho con liền. Rồi trong khi đó hai thằng sinh đôi hồi lúc trước đó là cái thằng bị chết là cái thằng anh nó là cái mã nó chôn ngay chỗ nhà cô đi nè, cách có mấy mét là tới cái mã của thằng anh rồi. À dạ. Là giữa trước nó đâu rồi. Cái sự việc đó xảy ra khoảng mấy năm rồi cô? Không có nhớ, mà để cô có đi sang qua bên mã nó cô nhìn coi xem là chôn năm mấy cô mới nhớ, giờ cô không nhớ. À dạ. Nhưng mà cái vụ việc đấy là cái hai anh em thấy nó không có bố mẹ rồi, bố mẹ chết hết rồi cô? Còn, bố mẹ còn. Thế tại sao cái vụ việc này mà thế gia đình không kiện cáo gì ạ?
mình cũng không hiểu lý do sao, mà lúc đó thì không có YouTuber, không có YouTuber, thành ra mà nó chết là lúc đó là ở ngoài thành phố, ngoài bến cảng thành phố à. Dạ à, chứ không phải là chết ở ở quê mình đây, ở ngoài thành phố, tại vì nó đi theo xà lan, nó đi làm thuê cho thằng Tính đó. Còn nó là cô là bọn con cũng bức xúc lắm cô ạ. Đấy, chỉ mong sao là cái sự việc này nó sai ánh sáng rõ như ban ngày. Nếu họ không có tội thì để cho kết thúc luôn, mà họ có tội phải trừng trị. Mà cứ nghi nhân như thế này cũng khổ lắm cô ơi, cũng không phải gì đâu bọn con. Bọn con là ngày đêm trong viết mà trong mỗi mò nha, trong viết cho có ánh sáng là mình ăn có thiệt tình ở trong ở bà con ở chàm sớm này, ai cũng bức xúc hết trơn coi. Dạ. Nhưng mà không có dám nói, không có dám nói. Tại vì con nói thật với cô rằng là giả dụ như là bình thường ông này ông chịu tu trí làm ăn, ông ấy thương vợ cơ thì cái sự việc các gia đình là bình thường, hoặc là bà ấy chết mà lúc mà kiểm tra mà nó như người ta bình thường. Nhưng mà đây cô bảo rằng là ông hàng ngày ông còn đánh bà ấy, xong là bây giờ vợ chồng chỉ có hai vợ chồng, xong bây giờ là tận 12 ngày không nổi được, mà khám nghiệm tử thi mà lại không có nước, dạ dày không có nước, thì cô bảo là làm sao mình chấp nhận được cái kết quả đó được. Cô mỗi ngày cô có đi nghe sang ngang nhà của ông Tiền thì không luôn hỏi anh bên Tiền, nếu con cần thì cô về cái đó không Tiền, cô ghé cô chụp hình cái ảnh của nhà Tiền cô chuyển cho con. Dạ, còn cái Zalo của bà ông nội bà dọa con là bà kiện con, thì con bà cái bạn Zalo con thì con thấy là con đang ở trên Zalo là có, con nhìn thấy cái nhà rồi, con có nhìn con có nhìn thấy thằng con trai rồi. Nhưng mà thế vợ chồng nhà ông Nhẫn mà bà Tuyền cũng đang ở nhà luôn cô. Dạ, vậy có cho thấy rồi thôi. Chứ nhà nó thì cũng mới ăn tân gia hôm bữa, hôm tháng rồi, hôm bữa 19, 20 tháng rồi nè. Vâng, đúng rồi. Tại vì chụp lên Zalo là con biết mà. À. Dạ. Thế bằng cô, nếu như mà cô mà mai mà cô có rảnh, cô đi qua chỗ nhà chị Tuyền mà cô có ngó được vợ chồng ở nhà thì cô báo cho con biết nha cô nhá. Cô đi hàng ngày, sáng nào cô cũng đi ngang, nhưng mà cô vẫn nhẫn để ý luôn, để ý mà thấy nó khóa cửa ngoài không à. À, khóa cửa ngoài, thế bằng thế mai. Bữa hổm đó là xà lan nó về đậu ở dưới sông cái cửa nhà cô nè. Xà lan của ông Tiền á, có lớn luôn. Cái xà lan có lớn không cô? Xà lan cũng tương đối với cái xà lan của Tính đó. Hai cái xà lan của ông Tiền với của ông Khánh về đậu xong rồi đi rồi. Thì mới hôm năm kia nè, là cô thấy là thằng Nhẫn có về đám tang của cô của Nhẫn, là cô Hai Nhẫn mới mất hôm kia. Dạ. Là cô để ý cô nhìn là cô thấy Nhẫn có về. À dạ. Bọn cô bảo đấy ngay cả cô Hai của Nhẫn đó. Mới mất hôm kia, nói chơi một ngày hôm kia đó. Dạ vâng, thế mai nếu như bà ma mà cô đi qua có cô mà có để ý giúp con là xem là có bà chồng ở ngoài nhà, cô bảo con nhá. Rồi đi rồi, đi hết rồi cô ơi. Đi hết rồi cô. Hai vợ chồng bây giờ đi xuống xà lan rồi, xà lan đi rồi bữa hổm xà lan có về đậu ở chiếc dưới sông nha. Rồi hôm kia là đi hết rồi. À thì có nghĩa là bây giờ họ có nghĩa là họ cũng đi xà lan hết rồi cô. À đi hết rồi con. À thế là cái nhà đấy là ô thế họ làm nhà ra rồi không ai ở. Hay thấy đi ngang thì tối đó nằm ngay thì có bên Nhẫn đó, bên mẹ Nhẫn á, em trai của Nhẫn á là đi chắc vô thắp đèn quá, vô bắt đèn lên quá, thấy ban đêm thì cũng có đèn là bình thường vậy mà không thấy ai. Nhưng mà cô ơi, cô có phải rằng là mẹ ông Nhẫn là phản đối cái bà Tuyền, đâm ra là bà từ đường Nhẫn xong rồi bà cạo đầu không? Cạo đầu là lúc đó là lâu lắm rồi, mình thấy năm về trước rồi. Vâng, nhưng có phải không ạ? Chắc phải mới đây. Cái đó là cái chuyện đó là cái lý do là lúc đó là hình như nghe nói là con Tiền mà nó lăng nhăng ở bên sông, là bên kho ở bên sông á. À, thời dạ. Gian Tiền nó lăng nhăng rồi thằng Nhẫn nó bắt được khi nọ, rồi nó quánh đập rồi chửi mắng đồ âm sình, rồi tới người lớn đó, người cái hai người xuân gia nó không được không có được hòa thuận với nhau. Thằng ừ, bắt được rồi cô, bắt được mà lại không bỏ cô. Bắt được rồi, thằng Nhẫn á, nó mới đòi đi tu, đi ra ngoài đường ngoài nó tu. À. Mình không biết, nó đòi đi tu cái là không biết Tiền nó nói sao đó, không biết nó thuyết phục thì sao. Thì thôi cũng vợ chồng đồng lòng lại, làm ăn lại, thì từ đó tới bây giờ luôn đấy. Thế nhưng mà tại sao mày anh Nhẫn này lại cạo đầu cô? Cạo đầu là lý do gì mình cũng không hiểu, xong nhìn người ta nhiều khi cái lúc có một thời gian nó bệnh, bà chị Út nó mới bệnh cũng nặng lắm, rồi sau này đi điều trị hết rồi về mới cạo đầu đó. À để anh có lý do gì nó không thì mình không biết. À mình đã gần bên mà chị mẹ con Nhẫn là chị Út Nghiệp, con Út Nghiệp. À dạ, thế là anh Nhẫn anh ấy bắt được chị Tiền lăng nhăng với thằng khác mà không bỏ.
Rồi đúng rồi, nó ở bên sông, ở bên số 9, ở bên sông, ở bên cái kho gạo ở bên sông á, nó nghĩ là nó biết. Thế là chứng tỏ là con ca còn anh em anh Tuấn này nó cũng đang cái gì cô nhỉ? Đó thì bởi vì ở Tràm Xóm đây đâu có ai đâu mà thích, mà đâu có ai đâu qua lại được đâu. Cái gia đình đó là mình coi như là người ta giàu có rồi, mình người ta cũng như cửa đóng then dài đó con. À dạ. Cô họ thích có ai mà tiếp xúc qua lại lắm. À dạ. Bây là bố anh nhắn còn đâu mà cô? À, bố vô nhắn thì cũng mắc luôn rồi. Bố dạ. Tính cũng mắc luôn. Con nhìn ông nhắn thì có vẻ là hiền đấy. Không biết nó có phải không cô? Hiền, nhắn thì nó hiền. Vâng, còn cái bà Tuyền này, nhìn cái mặt bà đó, thì còn cái mặt bà Tuyền này thì không coi được rồi, không thể nào mà ấy được rồi. Gia đình của Nhẫn thì nó có ba anh em, nó cũng ba anh em trai thôi mà. Dạ. Nhẫn là thứ ba đó. Còn thằng Út thì nó trong nhà mà đều cũng toàn là nhà biệt thự không mà con ơi. À. Gia đình đó là nhà biệt thự không. Cô bà đi xà lan như thế thì tiền được nhiều cô ơi. Ừ, đúng rồi. Dạ. Mình cũng đồng nghiệp chứ lắm, bữa hôm đó cô có đi chùa đi mà số 18 đi lễ 18 tháng 5 đó, cái cô ghé nhà anh Hà đó. Dạ. Cô ghé nhà một thằng mà cũng như là cái chú Tiên đó, chú Tiên chú Hoài Nghi chú sợ tại vì cái bản số xe của mình là bản số 66 đó. Dạ. Cái chú Tiên chú gặp hai vợ chồng cô ghé lại, cái chú Tiên chú dầm dầm, cái chú chỉ chở gì với mấy người kia ngồi ở ngoài chỗ gốc xoài đó. Dạ dạ. Thành ra cô không có dám đi ở gần đó luôn. Cô vô lại quán cà phê cô ngồi đó, cô coi có nhìn có tình hình coi thằng Tứ nó có về đây rồi, nó có làm gì manh động gì hay là không vậy thôi. Dạ dạ. Cái nó vậy ngồi đó mình uống cà phê xong chút rồi cái cô đi về. Dạ. Là cái ngày 18 tháng 5 cô có đi ngang ghé nó luôn. Dạ. Thế cô có biết rõ về chỗ nhà bà 10 với bà 5 không? Không, cái nhà bà 10 bà 5 thì cô không có biết. À thế có nghĩa là cô chỉ ở đằng cô ở đằng Tân Phú à? Mình nói trên số 10 là ngay chỗ nhà Tuấn luôn. À dạ. Thế là nhà Tuấn luôn rồi. Bởi vì không có biết ở bên nhà 5 với 10 thì mình không biết. À dạ dạ vâng.